Vô cái giớn nè. Đó. Mấy hôm. Hôm nay là đi giăng lưới nha các bạn. Đây mình bắt đầu bổ đây. Giăng lưới rồng mới được. Giăng lớn là không được. Đây cái món này. Này kiếm cao phi, cá cha đu hồng. Bổ mới đó. Cho cháu để giấy cầm cẩy cầm cẩy quá ra đây không đứng đi tầm có chạy đó. Ngày này là cái vịnh nè. Con anh ngồi hánh kìa. Ở đây nhóc con à. Con bự bự không à. Rồi gọi bàn tay.
đóng đóng các bạn này. Rồi đóng luôn, giỏi các bạn. Bỏ cho được 5 tấn gì rồi, nó gần gần đây nè, cho thấy nguyên một chùm 6-5 con. Cái nào lâu quá vậy? Đừng con đầu tiên các bạn, giờ mình dính cái 5 con rồi. Dạ. Quá trời dính nè. Để mình cho các bạn thấy nè. Con nhảy đỡ con rồi đây. Nó ông. 6 con. Như được 5 phút nữa. Chúa à. Thôi thử nhảy cành cây đây. Chỗ này bổ gì để 5 phút mà dính gì đó. Cháu con đó. Không biết là những nhỏ nhỏ hơn đấy.
con nè. Con nhiều mà nhỏ không? Nhìn lại cá nhỏ. Rồi. Kết thúc. Đây, chỉ nhìn một cái nữa. Đúng rồi, cháu chạy dớn. Giờ có dớn nè. Đó. Nhảy lớn. Nó dòm. Cá bự nha các bạn.
Nó dễ dàng lắm. Trời. Có là biết. Quá nước rồi. Bên này nè. Cái này cái tàu gỗ có phi không có cái gì khác. Mười mấy con. Rồi thôi các bạn. Bye bye, chào tạm biệt. Hẹn lại bữa khác.